Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thái Nguyên, đã tham dự hai tiết dạy học thực nghiệm sư phạm tại hai trường học trên địa bàn huyện Định Hóa. Tham gia dự giờ có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện thành viên đề tài khoa học. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Định Hóa, giáo viên Triệu Thị Huệ đã thử nghiệm giảng dạy chủ đề mỹ thuật truyền thống tỉnh Thái Nguyên với học sinh lớp 7. Trong tiết học, giáo viên đã khai thác sử dụng ngữ liệu số với những video hình ảnh sống động để giúp các em học sinh tìm hiểu về truyền thống của dân tộc Tày. Trên cơ sở đó, các em được nghe, tham gia giới thiệu và tái hiện ngôi nhà sàn của dân tộc Tày bằng hình thức vẽ tranh, cắt dán giấy, dán đất nặn, làm mô hình bằng bìa cắt tông. Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, cuốn hút, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và hứng thú với môn học. Tại trường Trung học phổ thông Bình Yên, giáo viên Nguyễn Thanh Thùy đã giảng dạy thực nghiệm chủ đề truyền thống nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với học sinh lớp 12 bằng cách sử dụng video, hình ảnh, các câu hỏi thi và đặc biệt là cho học sinh tìm hiểu, biểu diễn trực tiếp một số di sản văn hóa phi vật thể của địa phương đã được vinh danh như lễ hội lồng tồng, hát then Tày, múa rối cạn dân tộc Tày, kết hợp sử dụng video và đọc giới thiệu quảng bá về di sản thêu hoa văn của dân tộc Sán Chay. Thông qua đó đã giúp các em học sinh chủ động ghi nhớ được những kiến thức, hiểu được khái niệm cơ bản về di sản, biết những di sản của tỉnh Thái Nguyên, của huyện Định Hóa, đồng thời biết cách bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản cho mai sau. Ngay sau khi dự giờ hai tiết dạy thực nghiệm của hai trường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận về sử dụng chuyên đề khoa học, ngữ liệu lịch sử, văn hóa theo chủ đề giáo dục lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua hai tiết học, các đại biểu, giáo viên trực tiếp giảng dạy và lãnh đạo hai nhà trường đã thảo luận, đánh giá về tiết dạy, đánh giá hiệu quả trong khai thác, sử dụng kho dữ liệu số vào bài giảng. Đây sẽ là cơ sở để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá kết quả của đề tài khoa học này đối với thực tế. Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp, sẽ điều chỉnh, bổ sung ngữ liệu số cho phù hợp với thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử văn hóa trên địa bàn.